Dạ em chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em về ít đồ nghề bãi nhặt. Em giới thiệu cho các anh chị và các bạn. Anh chị nào thấy phù hợp với công việc của mình thì bóc nhắn tin cho em. Em tên Nương, số điện thoại là 0394414450 và cũng là số Zalo của em luôn nha các anh chị. Dạ em vô mã đầu tiên ạ. Mã đầu tiên là một cái cây thước thủy. Cái này của Made in Japan luôn nha các anh chị. Made in Japan. Cái này còn rất là mới nha các anh chị nè, mà kiến rất là mới luôn. Cái này là chiều dài của nó là 30 cm nha các anh chị, chiều dài là 30 cm. Tổng thể cây này không có 500 nha các anh chị. Cây này là mã số 1, giá là 200k. Rồi mã số 1 giá là 200k nha các anh chị. Rồi tiếp theo là một cái cây búa. Là một cái cây búa cao su. Đó, đầu búa nè các anh chị. Ở chiều dài của nó là 30 cm nha các anh chị, chiều dài là 30 cm. Búa là nặng 350 gram nha các anh chị. Cán búa này vẫn còn mới nha các anh chị. Mã số 2 150k. Tiếp theo là một cái búa siêu mini nha các anh chị, cái búa mini. Mini đầu búa. Rồi, đồ nhổ đinh. Cái mới, cái cây này là của Made in Japan nha các anh chị. Đó, Made in Japan. Cái này là nó chiều dài của nó là 19 cm. 19 cm nha các anh chị. Nặng là 160 gram nha các anh chị, nặng là 160 gram. Mã số 3 120k. Mã số 3 120k. Tiếp theo cũng là một cái cây búa à. Mini luôn nha các anh chị. Đó, cái này là một bên đầu án, bên làm bằng nhựa nha các anh chị. Cái này cũng nặng 160 gram. Mini. Này là Made in Japan. Đầu búa. À, cây này là mã số 4 120k nha các anh chị. Mã số 4 120k. Rồi tiếp theo là một cái cây búa tạ nha các anh chị. Cây búa tạ. Cây này là đầu hiệu Z nha các anh chị. Z. Cây này là hiệu của Mỹ. Cây này là nặng 1.1kg. Đầu búa là 1.1kg, nhưng cây này còn đầu búa rồi còn rất là mới nha các anh chị. Đó, cái hiệu này. Cắn rồi vẫn còn rất là đẹp nha các anh chị, cắn rồi còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Hầu như chưa sử dụng nha các anh chị. Cây này là mã số 5 350k. Cây này nặng 1.1kg nha, cái đầu búa nặng 1.1kg nha các anh chị. Rồi tiếp theo là một cái cây búa của hiệu Gisuke. Cây này chiều dài là 30 cm nha các anh chị, chiều dài là 30 cm. Cắn rồi còn rất là đẹp nha các anh chị, không có trài xước gì hết.
Đó, đậu phần nhũa đinh. Rồi đậu búa Yusuke. Cây này nặng 620g nha các anh chị. Cây này nặng 620g, giá là 270k. Tiếp theo là một cái cây búa tạ có hiệu OH nha các anh chị. Cây búa tạ có hiệu OH. Cây này là 1,3 kg. Đó, đầu búa. Đầu búa rồi cũng còn rất là đẹp luôn nha các anh chị. Đầu búa cắn rồi còn đẹp lắm. Cây này là chiều dài cỡ 33 cm nha các anh chị. Chiều dài là 33 cm. Cây này là nặng 1,3 kg nha các anh chị. 1,3 kg. Cây này là mã số 7, 350k. Hiệu OH. Và tiếp theo là một cái cây búa nhũa đinh. Cây này là nặng 400g. Cây này nặng 400g. Dài là 270mm. Đầu búa. Phần nhũa đinh. Cây này nó chỉ, nó không có chữ hiệu gì. Đó, nó có chữ đây mà nó trại xước hết rồi các anh chị ạ. Cây này là mã số 8, 170k. Tiếp theo là một cái cây. Tiếp theo là một cái cây kìm nước nha các anh chị. Cây kìm nước. Cây này là chiều dài của nó là 280mm nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 280mm, hiệu của sinh cây. Đó, cây này còn mới luôn nha các anh chị. Đó, này cái phần kẹp này không có trài xước gì hết. Phần răng của nó này. Đó, phần bánh răng, phần răng đó. Cây này là miệng mở rộng ở tầm 70 nha các anh chị. Miệng mở rộng 70. Đó, sinh hiệu sinh kỳ 280mm. Mã số 9 là 280k nha các anh chị. Mã số 9 là 280k. Rồi, tiếp theo cũng là một cái cây kìm nước luôn nha các anh chị. Cây này là của hiệu Tớp. Cây này cũng chiều dài của nó là 280mm nha luôn nha các anh chị. Cây này là của hiệu Tớp. Này, cây này cũng mở rộng của nó là 70 nha các anh chị. Đó, phần răng cũng là rất là ok. Cây này là mã số 10, 280k, hiệu Tớp. Rồi, tiếp theo là một cái cây mở lết các anh chị, của hiệu Super. Cây mở lết của hiệu Super. Cây này là hàng rất là đẹp luôn nha các anh chị. Super Japan này. Đó, cây này là hàng hiếm nha các anh chị. Đó. Cây này chiều dài của nó là 300mm nha các anh chị. Cây này chiều dài là 300mm. Miệng mở rộng mà mở được ốc 35 nha các anh chị. Là mã số 11, 350k. Không rưa lát gì hết, chắc là nhẹ nhàng luôn, êm. Mới tinh.
Mã số 11 350k. Cái này là có vỏ cách điện nha các anh chị. Cái này là vỏ này là cách điện được nè. Mã số 11 350k. Tiếp theo là mã số 12 là cũng một cây mỏ led của hiệu Hit nha các anh chị, của Hit 300mi. Giá là 230k. Phần kẹp của nó này, răng bánh xe rồi còn rất là mới nha các anh chị. Hiệu Hit, đó logo nội địa Nhật. Mã 12 230k. Chiều dài của nó là 300mm, mở được ốc 35 nha các anh chị. Rồi tiếp theo là một cái cây mỏ lết của hiệu Tớp nha các anh chị. Hiệu Tớp có logo nội địa Nhật nha các anh chị. 250mm. Cái này mở cũng không rơ lát gì nha các anh chị. Cái phần ngòm của nó này chắc là mới luôn. Dàn lại cũng rất là khít luôn, không có hở gì hết. Đó. Hiệu Tớp 250mm, giá là 200k. Mã 13 giá 200k nha các anh chị. 200k. Rồi tiếp theo là mã 14 của hiệu Sinki nha các anh chị. Mã 14 hiệu Sinki cũng có logo nội địa Nhật luôn, 250mm. Đó. Em dặn cái phần ngòm của nó ra này, nó rất là nhẹ, không rơ lát gì nha các anh chị. Cái này chiều dài là 250mm, mở được ốc 30 nha các anh chị. Mã 14 giá 200k. Tiếp theo là mã 15, cũng một cây của hiệu Lotte luôn nha các anh chị. Cây này 200mm. Đó, cái cây này cũng không rơ lát gì, rất là êm luôn. Đó, cái ngòm của nó không cài vô, nó hơi ái chút rồi, tại người ta xài rồi thì nó mới đó. 200mm, mở được ốc 25 nha các anh chị. Cái này là 150k, mã số 15. Tiếp theo là mã số 16 cũng 150k, cũng của hiệu Lotte luôn nha các anh chị. Mã số 16 150k cũng hiệu Lotte luôn nha các anh chị. Cái này chiều dài là 200mm. Mã số 16 150k. Tiếp theo là mã số 17 cũng Lotte, cái này là 150mm, mở được ốc 20 nha các anh chị. Đó, phần khít. Cái này còn rất là mới nha các anh chị. Cái này nhỏ mà 150mm, giá là 100k, mã 17. Tiếp theo là một cái cây chích nha các anh chị, chích thừa lô, chích Covid sale. Cây này là mã số 18, 100k. Mã số 18, 100k nha các anh chị. Này, mã số 18, 100k. Của Made in Japan nha các anh chị, của Vetsel nè, Vetsel. Cái này đây, mũi nó rất là đẹp luôn.
Cái này là mã số 18, 100k. Cái này chiều dài của nó là 25 sen nha các anh chị, chiều dài là 25 sen. Rồi tiếp theo là một cái cây kìm mẫu quả. Cái này là nó có cái lò xo răng tự động nha các anh chị. Đó, cái răng nhuyễn nhuyễn này, tự động à. Cái này là của hiệu Green Gross, 250mm nha các anh chị. Cái này là có logo nội địa Nhật này, cái chữ này em đọc không biết nè. Đó, cái phần răng của nó này, đó còn mới luôn nha các anh chị. Cái này là cây có cái lò xo tự động này, rất là dễ sử dụng trong cái công việc của mình. Đó. Cây này là dạ, mã số 19, 220k nha các anh chị đó. Cây này nó hơi lem đen vậy thôi chứ cái vỏ không có rách gì nha các anh chị. Em bị dính mực dính gì lem đen. Mã số 19, 220k. Tiếp theo là mã số 20, cũng là một cái cây kiềm quả luôn nha các anh chị, mà cây này nó hơi bị ra tan lem đen nhiều nhiều. Răng đường vẫn cũng còn là rất là đẹp nha, nhưng mà cái đó, cái bề ngoài của nó hơi bị hơi xấu một chút. Đó, cái hiệu gì nè, bề ngoài nó hơi xấu rồi, nhưng mà vỏ đường nó vẫn còn nguyên nha các anh chị. Cây này là mã 20, 150k. Cây này chiều dài của nó là 25 sen nha các anh chị. Cái này chiều dài 25 sen. Rồi tiếp theo là một cái kìm bằng nha các anh chị. Cái kìm bằng, cây này của hiệu Chai Mát nè. Cây này, cây này của hiệu Chai Mát nha các anh chị. Cắt vẫn còn ngọt nha các anh chị. Cái này mã số 21, để em quay còn nguyên cây này. Tí Bi ơi, lấy đồ vô bắt gậy cho con. Mã số 21, giá là 120k nha các anh chị. Đó, cây này chiều dài của nó là 16 sen nha các anh chị. Cây này là chiều dài của nó 16 sen. Cây này là mã 21, 120k. Tiếp theo là mã 22. Đây là một cái cây kìm cắt của hiệu cây ba nha các anh chị. Em cắt cái gì? Dài 3 ly dung. Cây dài lớn. Đó. Đó. Cái cây này là mã số 22. Giá là 100k nha các anh chị. Mã 22 giá 100k. Đó, cây này có lỗ tuốt luôn nha các anh chị. Cái lỗ này là lỗ tuốt này chứ không phải là nó bị mẻ gì hết á. Đó. Đó, cái đó. Lưỡi vẫn còn khít nha, cây này mã 22 giá là 100k. Tiếp theo là mã 23, là một cái cây kìm cốt nha các anh chị. Đó, cây này hoạt động vẫn tốt nha các anh chị. Cái này chiều dài của nó là 29 sen. Chiều dài 29 sen, cốt của nó là từ 1.25, 2, 5.5 và 8 nha các anh chị. Cái này có răng nha các anh chị. Đó, cái này có răng này. Đó. Cái này là hiệu của Izumi nha các anh chị, hiệu Izumi này. Đó, có logo nội địa Nhật. Cây này là mã 23 giá là 300k nha các anh chị. Mã 23 giá là 300k. Rồi tiếp theo là mã 24, cũng là một cái cây kìm cốt luôn của hiệu Maxwell nha các anh chị, của hiệu Maxwell.
đó, hiệu Maxwell, có logo nội địa Nhật. Đó, code cũng là 1.25, 2, 5.5 và 8 luôn nha các anh chị. Cái này là code tròn, không có răng. Đó. Code này vuông, không có răng nha các anh chị. Cái cây nãy là có răng, cái này không có răng. Là hiệu Maxwell nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là cũng 29 sen luôn. Hoạt động tốt. Cây này là mã 24, 300k. Tiếp theo là mã 25, 300k, là một cái cây kéo cắt tán rồi nghe các anh chị, cắt tán cắt lá rồi. Cây này là hiệu của ARS. Cây này chiều dài của nó chắc tầm 60 nha các anh chị. Cây này chiều dài nó tầm 60. Này em quay. Cây này lưỡi còn rất là bén nha các anh chị. Để em cắt miếng. Cắt miếng giấy à. Đó, em cắt miếng giấy. Cây này còn rất là bé nha các anh chị. Cây này hình thức nó như vậy. Cây này là hiệu ARS nha các anh chị, hiệu ARS, mã số 25, giá là 300k. ARS này. Rồi tiếp theo là hiệu mã số 26, giá là 220k. Cây này là của Bakuma nha các anh chị, cây này là của Bakuma. Đó, cây này là lưỡi còn mới luôn nha các anh chị, còn bao luôn á, nhưng mà tại vì nó bị đi hàng về á, bị trăng cong trăng đùa á, thấm nước này nó bị đen đen xíu này các anh chị. Cây này là lưỡi là 265. Hôm qua này quay lưỡi này đó. Cây này là cán gỗ bạc mai nha các anh chị. Cây này là mã số 26, 220k, hiệu Bakuma, made in Japan, 265. Có cái cây này là còn rất là mới luôn á, mới chưa sử dụng luôn á, mà tại vì nó đi cong về nó hơi đen đen này, có còn vỏ này. Mã 26, 220k. Tiếp theo là một cái cây Gumboy, Silky Gumboy nha các chị. Cây này là lưỡi là 210. Silky Gumboy lưỡi là 210 Japan. À, Silky Gumboy lưỡi 210. Này em quay tổng thể cho các anh chị coi này, lưỡi nó cũng còn rất là bán mới. Đó. Cán của nó còn rất là mới luôn. Cây này là mã số 27, 250k nha các anh chị. Mã số 27, 250k. Rồi em giới thiệu một cái cây cắt ống nước nha các anh chị. Cây cắt ống nước. Cây này em chưa cắt bao giờ nên em thử. Đó, cây này cũng còn bán nè. Đó, rồi tiếp em cắt thử. Cái này em chưa cắt nên em không có biết, cắt này em cắt cũng còn được nè. À, cái tàn nhớt quá không cắt được. Nhớ quá cắt không được nè, em cắt lại. Hồi giờ không cắt nên giờ cắt không được. Đó.
Hồi giờ em không cắt này, em cắt không được các anh chị. Đó, nó bắn ra cái đường gì, cái đồ rất là bén nha các chị, rất là láo nha các chị. Cái tà nhớ quá nên cắt dạng không được. Dạ, cây này là mã số 28 nha các chị, cây này là mã số 28. Cắt được ống phi 27 nha các chị, mã 28, giá là 250k. Cắt được phi 27 nha các chị. Cái này nè, lưỡi này, lưỡi còn rất là bén nha các anh chị, em coi. Đó. Cái này là hiệu MCC Japan. Những chiều dài của nó là chắc tầm 20 cm nha các chị, 19-20 cm nè. Cái này mã 28, 250k. Tiếp theo là mã 29, là một cây thước góc nha các anh chị. Cái thước góc này em quay từ cho các anh chị xem. Mã 29, 170k nha các anh chị. Đó, của hiệu kim cánh cụt xuyên qua nha các anh chị. Bên này xuyên qua. Rồi, là mã 29, 170k. Tiếp theo là mã 30 nha các chị. 30 là một cái cây thước 30mm. Cây thước hiệu Xinhua 300mm nha các chị. Hiệu Xinhua 300mm. Đó, cái thước này còn mới luôn, còn vỏ luôn nha các chị. Made in Japan. Bên này các anh còn rất là mới luôn, các anh muốn try số này, thông số gì. Đó, made in Japan. Cái này là 140k, mã số 30, 140k. Rồi tiếp theo là một cái cây dít thục, mã số 31, 200k nha các anh chị. Cây này cũng hiệu của Vexcel nha các anh chị. Cây này hiệu Vexcel này. Cây này nó có nhiều chế độ lắm nè. Bây giờ mình lấy số mình dạng lại là nó thành ra một cây dít lắc nha các anh chị. Lắc qua lắc lại nè. Đó, rồi mình để nắp chính giữa là thành một cây vít bình thường, rồi mình bung ra là một cái cây vít tự động nghe chứ chị, cây vít tự động. Đó, cây vít thực tự động. Cây này là chiều dài của nó là ba mươi ba cm nha các chị. Chiều dài của nó là 33 cm. Mã số 31, giá 200k. Mã số 31, giá là 200k. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Em chúc các anh chị và các bạn một ngày thật vui vẻ ạ. Dạ, em xin nhắc lại cái hình thức thanh toán bên em là chuyển khoản thì em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui làm gửi phí ship ạ. Em tên Nương, điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Các anh chị thấy cần những cái món đồ nào thì các chị đăng ký kênh của em, để có khi nào để em lên cái clip mới thì nó sẽ thông báo cho các anh chị, để các anh chị xem, để các chị tìm những món đồ mình yêu thích nha các anh chị. Dạ rồi, em tạm biệt các anh chị ở đây ạ.